cả nhà, hôm nay gia đình My đi ăn lễ 1 tháng 6 nè. Giỡn đó, chứ thật ra là hôm nay đi ăn để chúc mừng anh My tháng 2 giải lớn. Thì nhà hàng đợt này nhà My chọn là Texas Roadhouse, là một nhà hàng Mỹ chuyên về beef steak Mỹ và sườn heo. Ở đây nó có 3 loại là 14 ounce, 16 ounce và 24 ounce. Tùy theo mà mình cook như thế nào thì mình có thể nói đầu bếp cook theo kiểu đó. Ở đây nó có một cái bánh này rất là ngon luôn á cả nhà, rất là béo và thơm mùi bơ, nói chung là rất là ngon. Khi mà đọc mà menu mà cả nhà không có biết cái gì á thì nhìn vô hình mà chọn, mà order là cách lẹ nhất á. Lúc mình mới qua Mỹ thì mình làm như vậy á. Nó còn bây giờ là mình kêu trà chanh mà nó bưng cho ly trà với chanh vậy đó, là trà chanh rồi đó. Còn bây giờ đang thưởng thức bánh nè. Sau đó thì món ăn mì thì nó đi kèm với salad, với lại một có rice nữa. Thì hiện tại salad bưng trước á cả nhà. Nhưng mà ở đây hôm nay, tự nhiên hôm nay ngày thứ năm mà sao nó đông ghê luôn á. Đợi tới 1 tiếng rưỡi mới ra thức ăn rồi nè. Trời, bụng đói meo luôn. Tội mấy đứa nít nó đi mà nó đợi nó đói lả lơi luôn. Còn bây giờ là ăn nè cả nhà. Hôm nay thì nói chung là cũng ngon, nhưng mà so với khẩu vị của My thì nó hơi mặn. Nhưng mà được cái bù lại là thịt bò thì mặc dù là well done, My lúc nào cũng ăn well done á, nhưng mà nó vẫn còn mềm và juicy luôn nha. Không có khô như là khô bò. Trời, hết rồi đó. Cảm ơn cả nhà đã xem. Bye bye.